Chào mừng các bạn đã đến với lớp học tiếng Anh cơ bản. Và hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách đọc số. Bây giờ mình sẽ đọc trước nha. Rồi. 51 52 53 54 55 56 57 58. Bây giờ các bạn hãy cùng đọc theo mình nha. 51 51 52 53 54 55 56 57 58. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phát âm cho đúng chuẩn và đẹp nghĩa cái từ này nha. Rồi, 51. Từ này đọc rất là dễ ha. 51. Các bạn còn nhớ mình đã hướng dẫn các bạn sao không? Đó là hai cái từ này được kết nối, được nối lại với nhau bằng một dấu gạch. Thì ở đây có hai nghĩa khác nhau ha. Rồi, đầu tiên 50 là 50, còn 1 là 1, được nối lại với nhau bằng một dấu gạch thì nó sẽ ra được là 51. Vậy đó các bạn, 51. Rồi, 52, số này cũng vậy nha. 53 54 55 56 57 58. Bây giờ mình cùng dịch nghĩa các từ này nha. Rồi, đầu tiên đó là từ 51. 51 này thì giống như là từ 41 mình đã hướng dẫn các bạn ở phần trước rồi. Thì một có một cách đơn giản để các bạn dễ dịch hơn, đó là các bạn nhìn nè, ở đằng trước cái dấu gạch nối này là 50, các bạn dịch nghĩa ra là từ 50, là số 50. Các bạn ghi trên đầu là số 50. Rồi các bạn thay cái dấu dấu gạch nối này bằng một dấu cộng. Và đây phía sau dấu gạch nối là 1, là số 1. Thì các bạn sẽ ra là 51. Thì giống như là toán cộng vậy đó các bạn, nhưng mà cái này là phiên bản tiếng Anh. Rồi nó sẽ ra là 51, và nghĩa của chúng ta cũng là 51. Nó rất là giống nhau nha các bạn. Và đây là cách của mình để các bạn dễ dịch hơn. Rồi, 51 là 51, 52 là 52, 53 là 53, 54 là 54, 55 là 55, 56 là 56, 57 là 57, 58 là 58. Và bây giờ các bạn cùng đọc theo mình lại một lần nữa nha. Rồi, 51 51, 52 là 52, 53 là 53, 54 là 54, 55 là 55, 56 là 56, 57 là 57, 58 là 58. Rồi, vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách đọc số rồi đúng không? Chào tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn có được nhiều điểm 10 trong học tập.